Chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mời các bạn cùng vào bếp để làm món rau luộc rất là ngọt mát, đó là rau càng cua luộc xanh ngọt mát cho ngày hè. Mình mời các bạn cùng ra vườn để ngắt rau với mình nhé. Đây là rau càng cua các bạn nhé. Rau càng cua mình vừa ngắt ở vườn để xong các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nhặt cái phần rau càng cua để mình nấu canh rau càng cua thịt băm các bạn nhé. Các bạn nhặt cho mình cái phần già thì chúng ta sẽ bỏ đi nhé, hoặc là có dễ ạ. Rau rất là ngon ngon, mình ngắt đúng tầm vừa tới tầm ăn nhé ạ. Rau cà cua này thường thì hay mọc ở những vùng rất ẩm ướt nhé, nhân nên vào mùa hè ở miền Bắc ấy, khi mưa nhiều ạ thì rau rất là tốt, nên chúng ta có thể tranh thủ và mình ngắt mình ăn để không bị quá nứa già. Ăn rau cà cua rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều nhé. Tuần các bạn chỉ cần ăn cho mình khoảng 2 đến 3 bữa là được rồi. Các bạn có thể luộc, xào hay nấu canh, hay là các bạn làm những món như là chúng ta ấy, trộn với thịt bò, làm là chua ngọt chẳng hạn ạ. Rất là dễ ăn nhé. Nhặt hết rau sau đó thì các bạn rửa sạch đi cho mình nhé. Nấu canh với thịt băm cũng rất là ngon đấy ạ, mình cũng có video chia sẻ rồi. Khi nhặt rau xong rồi, bây giờ mình sẽ đem đi mình rửa cái phần rau càng cua này các bạn nhé. Các bạn rửa dưới vòi nước cho mình như thế này khoảng 3 nước là sạch các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước và mình đun sôi lên nhé để mình cho rau vào. Vì hôm nay á rất là thời tiết nóng nên là mình không muốn ăn canh, mình có thể luộc rau là mình ăn nhé. Đây ạ, các bạn đun một nồi nước sôi, cũng như nó loại rau khác mình cho vào đây vài hạt muối. Khi nồi nước luộc rau đã sôi, các bạn sẽ cho rau vào cho mình nhé. Thank you.
Chỉ cần rau sôi trở lại lên các bạn nhé là sẽ chín ạ. Đây các bạn, rau đã sôi như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ vớt rau ra. Đĩa rau càng cua rất là ngon như thế này các bạn nhé. Nước luộc các bạn có thể cho ra nhé, để mình ăn với cà, với tôm rang hay với ruốc nhé, với vừng. Mắm mình có thể chấm mắm chấm tỏi ớt các bạn ạ. Còn nếu không ăn cay thì các bạn chấm mắm bình thường cũng được nhé. Như vậy là trên đây ẩm thực miền quê đã chia sẻ với các bạn cách làm một món rau luộc ngọt mát giải nhiệt cho ngày hè nhé. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình nhé. Ẩm thực miền quê xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đây ạ, rau càng cua mình luộc nhé, rất là mát như thế này. Khi ngày hè nóng nực mình ăn canh hoặc là mình xào nấu dầu mỡ nhiều mình không muốn thì chúng ta có thể luộc cái loại rau này lên để mình ăn. Các bạn có thể chấm mắm chấm tỏi ớt hoặc là mình... Hoa sen quý bác to quá. Có. Đấy, đây cá kia con. Ừ, con cá cá gì như kiểu cá mương ấy.